Chào mọi người, hôm nay chúng ta vừa mới phẫu thuật xong một cái ca phẫu thuật hồng ống. Chúng ta thấy bình thường ấy, khi khớp cắn chúng ta thì hai khớp cắn cộng nhau như thế này. Dạ. Nhưng mà trong hồng ống là sau cái hàm dưới nó đưa dài quá sức ra vậy. Người ta thấy cái hàm chân dưới đưa ngoài đúng không? Hàm trên nằm không sâu. Đây gọi là người ta gọi là trường hợp này gọi là móm hay gọi dân gian gọi là gì lý cày á, đúng dạ. Không? Đó. Thì trong trường hợp này bắt buộc chúng ta không phẫu thuật. Như vậy trường hợp nào là chúng ta niềng răng trước rồi phẫu thuật sau, hay trường hợp nào là phẫu thuật xong rồi niềng. Đó. Thì trong cái phẫu thuật hàm móm á, thì bây giờ đầu tiên mình nói là những trường hợp nào chỉ định thuật, tức là khi khớp cắn hàm dưới trượt, hàm dưới dài quá mức sòng trên, mà cái răng về cái độ lệch răng á, ví dụ răng này tương đối hài hòa, nó không quá là di lệch nhiều, không quá bị hơi lệch nhiều, thì chúng ta ưu tiên trong phẫu thuật trước và sau đó khoảng 2 tháng sau sẽ niềng. Tuy nhiên trong trường hợp này á là phẫu thuật, nhiều người hỏi là phẫu thuật hàm móm là phẫu thuật hai hàm hay một hàm. Hàm phẫu thuật đa phần thì phẫu thuật cái hàm dưới, tức là BSO, tức là cắt trừ cái xương này, cắt chẻ cái xương này, đeo ống thần kinh này và đẩy luôn cái hàm vào. Đó. Và lên phong quanh là cắt cái hàm trên, rồi cắt sang gần lên đẩy về trước. Trong trường hợp cái khoảng cách đa phần khoảng cách giữa hàm trên hàm dưới đó, nó cách nhau khoảng 1,3 đến 1,4 1,5, nói chung là nên cắt khoảng 1,2 trở lại cắt một hàm. Yeah. Trên đó bình thường người ta khuyên là cắt hai hàm. Tuy nhiên một số trường hợp đó, là trường hợp này chúng ta thấy cắt cũng không nhiều lắm, nhưng mà đã khuyên tại sao ta cắt hai hàm, tại vì thứ nhất ta thấy cái hàm trên cái tầng xương hàm trên bị tuột trên nó lõm rất là sâu góc. Yeah. Như vậy đó, mục đích là khi cái răng mình nó máu tục đó, khi cái hàm mình móm á thì cái răng hàm dưới nó dài quá mức này thì răng nó nguyên tắc mới cặp vào trong, và hàm trên nó ngắn hơn và đưa ra ngoài, về hai cái trục nó như thế này, đúng không? Mục tiêu chúng ta là đưa cái trục răng về vị trí thẳng này. Nếu chúng ta chỉ đưa hàm dưới ra vào luôn á thì cái trục răng này vẫn không thẳng, và cái chỗ lõm này vẫn còn lõm nhiều, cho nên mà chúng ta phải cắt cái hàm trên, cắt hàm trên một cái là nâng cái này lên nè, đó nâng này lên, dạ, đúng không? Nâng lên và cụp cái răng này xuống để thẳng cái trục đó. Đấy không? Dạ. Trong trường hợp mặc dù khoảng cách giữa hàm trên hàm dưới không nhiều, cách nhau 1 phẩy mấy cm, 1 cm, nhưng ta nên phẫu thuật hai hàm để nâng cái hàm lên, dạ, lên của hàm từ trước và đưa nó thẳng xuống, thì lúc đó khớp cắn mình tương lai nó cái này chúng ta nâng cái này, chúng ta nâng luôn, chúng ta nâng lên này, đó, chúng ta nâng lên, đó, đó, mục đích nâng lên. Mà nâng này nhưng cái đầu này cái răng này phải cụp vô cong lại, đó cong lại, đó để sao để hai khớp cắn hiện tại như vậy nó sẽ vô thành này. Như vậy trường hợp này phải nâng cái này lên để trước, xin thấy cái này muốn rất nhiều đó, là trong trường hợp phẫu thuật ha. Dạ. Đó, mà chúng ta nhìn thấy cái hình này đang đúng không? Chúng ta thấy không? Thì nó hết muốn hoàn toàn, nó khớp cắn hoàn toàn đúng không? Dạ. Đây cái này mình thấy. Nó bằng hoàn toàn. Thì trước thấy cảm có dài, bây giờ hoàn toàn. Dạ. Nâng cái hình lên. Dạ. Bác ơi cho em hỏi là tổng thời gian mình thực hiện một cái ca hàm móm hai hàm thì mình sẽ mất thời gian bao lâu ạ? Phẫu thuật BSO lên quanh nó hàm trên hàm dưới nó khoảng 4-5 tiếng. Dạ. 4-5 tiếng. Dạ. Với lại một chị khách hàng có comment hỏi bác là phẫu thuật cắt xương cần bao lâu để hồi phục bình thường, và nếu mà hàm móm như vậy thì mình nếu mà chỉ niềng răng thôi thì được không bác? Không, mức độ móm này nó quá nhiều thì không thể niềng răng được. Dạ. Niềng răng để cho nó răng thẳng thôi, chứ chúng ta niếng móm làm sao ta kéo cả xương ra được. Đưa xương ra được, cái này là bắt buộc phải phẫu thuật. Dạ, đây khách hàng mình thấy nè, sau khi làm xong thì cái tình trạng hàm móm của khách hàng sẽ hết hoàn toàn, và cũng như là không cần mình phẫu thuật thì mới cải thiện được cái vấn đề hàm của mình các chị nha. Khách hàng Nguyễn Văn có hỏi bác là phẫu thuật hàm móm là điều chỉnh triệt để khớp cắn luôn hả bác? Mình kéo một hàm hay hai hàm dạ bác? Đó, mình mới nói cái hàm này tùy theo trường hợp, mức độ móm, mức độ xương thiếu, mức độ lõm khớp cắn mình ra cắt một hàm hai hàm. Đa phần nếu hai cái hàm xa nhau trên 1,2 cm mấy 1,5 cm thì khuyên nên cắt hai hàm. Tuy nhiên một số trường hợp cái hàm khoảng cách không xa nhau lắm, nhưng cái hàm trên nó bị móm quá nhiều, nó lõm vô này, nó không lõm này không. Dạ. Đó, chúng ta nên cắt hàm này, nâng cái hàm lên mà cụp cái răng xuống để cái trục ra đó. Dạ. Cái này thì răng nó mình bị lệch. Dạ. Đây cái thằng mình thấy nè, mọi người thấy không ạ? Bác Giáp cho em hỏi là thời gian hồi phục của hàm móm thì nó có lâu hơn là so với làm hàm hô không bác? Dĩ nhiên cái phẫu thuật này là phẫu thuật lớn hơn phẫu thuật hàm hô, vì chúng ta cắt rời cái xương ra, hàm hô tách đình đình, còn lơ phong quanh cắt từ đây qua đây, BSO cắt từ đây qua đây. được. Thì nhưng mà lớp với tụi trẻ thường xương khoảng 6 tuần lành hoàn toàn rồi. Dạ. Còn 1 tháng đầu tiên bắt buộc cái này phải ăn thức ăn mềm. Dạ, em cảm ơn bác. Thì khách hàng mình thấy là cái thời gian mình làm thì nó sẽ lâu hơn rồi, với lại hàm hô, và dĩ nhiên là sau phẫu thuật thì khách hàng mình sẽ hết mớm hoàn toàn. Như bác có chia sẻ là về cái vấn đề là làm răng á mọi người, thì tùy vào cái cấu trúc xương hàm của từng người nữa, nên mà khi mình đến sẽ có chỉ định cận lâm sàng, chụp X-quang để xác định được là mình mớm 1 hay 2 hàm nha. Bác ơi, cho em hỏi đối với lại trường hợp như thế này là một đánh giá là một trường hợp khó và phức tạp đúng không bác? Cũng là khá khó, tại vì các bạn đồng mà khi vào phẫu thuật hàm là 2 hàm đĩa cơ quan động rất khó, quan trọng là chúng ta phải nâng được cái khớp cắn lên, nâng được khớp trước lên. Và dĩ nhiên là sau khi phẫu thuật là chúng ta bắt buộc trường hợp phải niền răng. Dạ. Cái răng nó cùng chung trên lắm, khoảng 2 tháng sau ta niền, thì chúng ta niền thì khớp cắn sẽ khít vào nhau, răng đều và ăn tốt. Còn bây giờ chúng ta giải quyết vấn đề hô mốn hoàn toàn triệt để, nhưng mà muốn để khớp răng khớp vào nhau, khít đều nhau thì chúng ta bắt buộc phải niền lên. Dạ, em cảm ơn bác. Và dĩ nhiên là khách hàng có hỏi là cắt xương hàm thì nó có đau không bác? Với lại khách hàng thấy là có dính đến những dây thần kinh xung quanh răng á, nên là khách hàng cũng rất là lo. Đây, thực ra dây kinh đây, chúng ta nhìn ha. Dạ. Đây ống kinh này. Đó, ống kinh này. Chúng ta đi trên dây kinh tách cái xương là chúng ta thấy được dây thần kinh nằm trong này. Trong cái dây thần kinh này thực ra thấy dưới cái thần kinh là động mạch chạy song song, rất là to. Quan trọng là tách ra thấy rất là rõ ràng. Đó, thấy được không? Ống kinh này. Dạ. Dạ, vậy là cái vấn đề là làm xong thì những cái thần kinh của mình nó sẽ không ảnh hưởng đúng không bác? Không động nhân kinh. Dạ, dạ em cảm ơn bác. Và dĩ nhiên trong cái quá trình phẫu thuật là khách hàng sẽ được gây mê, cho nên là mình sẽ hoàn toàn không đau nha bạn Trần My. Khách hàng có hỏi bác thêm một câu nữa là nếu mà mình làm phẫu thuật hàm móm thì sau này lớn tuổi thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình không bác? Câu này nhiều bệnh nhân hỏi lắm. Dạ. Mổ thì khi còn trẻ thì chúng ta mổ, chúng ta chỉ cần khớp xương khít vào nhau thì đa phần tuổi trẻ thì xương lành nhanh lắm. 4 tuần 6 tuần lần hoàn toàn. Dạ em cảm ơn bác. Có một khách hàng tên là Lệ Thấm có hỏi bác là em có đi tư vấn ở nha khoa gần nhà, bác sĩ ở đây bảo mớm do xương hàm nhưng nói nhổ răng gì đấy rồi niền lại sẽ hết được, không biết là có đúng không ạ? Nhờ bác nói thì cũng phải trả lời, nhưng mà tùy mức độ mớm. Ví dụ dạ. Phải cho cái khám trực tiếp rồi chụp cái phim người ta đánh giá được, chứ còn nếu mà nói qua cái đó thì đa phần cái móng thì móng nhẹ thì niền răng chỉ đỡ được thôi, các kiểm thì cũng tương đối. Dạ. Móng thực sự do xương quá nặng thì chắc chắn là niền răng không cải thiện. Dạ em cảm ơn bác. Nếu được thì bạn Lệ Thấm có thể đặt lịch hẹn đến bệnh viện trực tiếp để được bác sĩ thăm khám và tư vấn nha bạn. Đây, dạ khách hàng có hỏi bác là có nhiều người mình nghĩ là chỉ cần mổ 1 hàm thôi, nhưng mà vì nghe cắt xương nên rất là sợ đó bác. Thì nếu mà trường hợp khách hàng này nếu mà mình làm 1 hàm thì có được không bác? Một câu hỏi khó quá. Thực ra nếu mà phẫu thuật 1 hàm đó, chúng ta làm vất vả đầu tiên đó, là chúng ta nên ưu tiên ca này niền trước. Dạ. Niền chỉnh khớp cắn, chỉnh cắn xong rồi chúng ta cắt xong rồi chúng ta có thể niền lại. Nhưng mà thường thường á, về cơ bản khớp cắn không được, nhưng mà cái mặt nó lõm vô không đẹp, từ thẩm mỹ, yếu tố thẩm mỹ. Dạ, dạ em cảm ơn bác. Hẹn mọi người trong những livestream tiếp theo, và đừng quên số điện thoại hotline của bệnh viện TW là 0968 68 1111. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.